Xin chào anh chị em, mình đã đến với kênh YouTube của Health Coach Emma Phạm Kitchen, chuyên trị về các chế biến món ăn giúp anh chị em mình phòng ngừa, cải thiện và chữa lành các vấn đề bệnh lý. Hôm nay chúng ta sẽ làm một công thức nước ép cực kỳ tốt dành cho tất cả mọi người, từ trẻ nhỏ đến người lớn, đặc biệt là những ai đang có vấn đề bệnh gan, bệnh tim mạch, bệnh tuyến giáp, thậm chí là bệnh ung thư. Chúng ta để bổ sung các công thức nước ép này đều rất là tốt cho chúng ta đấy ạ. Sẽ gồm có này, hay là chị em có vấn đề về da liễu, da nám, da tàn nhang, hay đến ngày phụ nữ là đau bụng kinh nguyệt. Nói chung đây là một công thức nước ép rất giàu vitamin và khoáng chất, gồm những nguyên liệu sau: một nắm cần tây nhé, một nắm cần tây này, khoảng 3 quả cam, vì nhà em Ma có 3 người cho nên là ép nó đủ lượng cho gia đình. Một quả chanh, chúng ta nếu như mà chanh sợ vỏ đắng thì chúng ta làm sao bỏ cái vỏ đi, còn nếu không để lại cái phần vỏ. Một củ dền nhỏ, củ dền này khoảng 50g đây nhé. Đối với người mới bắt đầu thì dùng ít củ dền với tính thanh lọc gan rất là mạnh. Đây là những thực phẩm cực kỳ tốt cho gan, nên là bạn nào bị viêm gan, xơ gan, dùng cái công thức này, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, dùng công thức này rất là tốt. Đấy. Thì vậy là bốn nguyên liệu chính, bây giờ chúng ta đi ép. Giờ mình sẽ ép từng nguyên liệu một nhé. Mình ép cam trước. Cho nên cái việc mà chúng ta bổ sung vitamin này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta ăn uống rất hay thiếu, và khi chúng ta làm ép này chúng ta hấp thụ đấy một phần vitamin rau củ quả rất quan trọng, nên là anh chị em mình nhớ chịu khó. Lý do tại sao mà chúng ta cần phải có rau củ quả mỗi ngày để chúng ta hạn chế phòng ngừa bệnh tật là như vậy. Tất cả các công thức và chế độ ăn uống Emma đều có trong cái quyển sách nước ép trị liệu và chế độ ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành. Mọi người nhớ đăng ký cái quyển sách đó có xuất bản. Bây giờ chúng ta cho chanh mình nhé. Chanh chúng ta dùng một quả chanh, chanh xanh, thì nó sẽ cân bằng cái độ ngọt của rau củ quả đi. Và chanh thì hàm lượng vitamin C nhiều, rất là tốt cho gan của chúng ta. Củ dền thì như em nói, đối với những người mới bắt đầu mọi người dùng ít thôi, khoảng 40-50g thôi, thậm chí dùng ít hơn. Đối với những người dùng quen như gia đình nhà em thì em dùng cả một củ đều được. Một củ này thực ra nó cũng nhỏ, chỉ chưa đến 50g. Củ dền có tính thanh lọc gan cực kỳ mạnh, cho nên là những người nào mới đầu chưa quen thì dùng ít, không thì hạn chế bị cảm giác buồn nôn. Chị em phụ nữ muốn đến ngày kinh nguyệt mà không bị đau bụng thì chị khó uống nước ép mỗi ngày, đến ngày phụ nữ chúng ta không bị đau bụng kinh nguyệt. Tiếp theo chúng ta cho cần tây vào là xong. Thì công thức này rất tốt cho những người bị bệnh lý. Không bị bệnh thì phòng bệnh, mà những người bị bệnh thì nhanh bình phục sức khỏe. Đây, thì cái công thức nước ép này cực kỳ tốt cho chúng ta. Những ai mà bị bệnh gan, ví dụ như là gan nhiễm mỡ, hay là gan nóng, hay là viêm gan, hay là những chị em phụ nữ đến ngày kinh nguyệt ấy mà không muốn bị đến ngày đau bụng kinh, hay là ai da nám tàn nhang, hay tất cả các vấn đề sức khỏe cần thanh lọc gan, thì cái công thức nước ép này rất tuyệt vời. Nhà Emma có 3 người cho nên mỗi người một ly. Và anh chị em mình, Emma có gửi thêm cả cái chế độ ăn uống cho tất cả những người có vấn đề về sức khỏe, mọi người nhớ làm thêm. Trong cái quyển sách nước ép trị liệu và chế độ ăn uống mà em mới xuất bản, mọi người nhớ đăng ký cái quyển sách đó, vì nó có rất là tật 40 bệnh lý khác nhau và các công thức nước ép trị liệu. Mọi người nhìn thích không? Đấy, nhìn thích chưa? Nhớ có quyển sách nước ép trị liệu vì có công thức này đấy. Thì sau cái video ngày hôm nay, em chúc tất cả anh chị em mình sức khỏe. Mọi người đừng quên đăng ký kênh YouTube của Health Coach Emma Phạm Kitchen để học các công thức món ăn để cải thiện, phòng ngừa và chữa lành các vấn đề bệnh lý nhé. Ngon quá. Bây giờ thì em đưa cho gia đình nhà mình mỗi người một cốc này, nhìn hấp dẫn nhờ. Đấy, tuyệt vời.